Bác sĩ Đào Trọng Chí là một trong ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai FC gặp tai nạn giao thông chiều ngày 12 tháng 8 trên đường đi từ sân bay Ban Mê Thuột về Gia Lai và không may qua đời. Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Chí đã khiến người nhà, bạn bè ở thị xã An Khê, Gia Lai chưa hết bàng hoàng. Bác sĩ của đội bóng phố núi qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ và đang dang dở kế hoạch lập gia đình. Mới đây, người bạn gái của anh, bạn gái từ Canada cũng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Trước lúc bác sĩ Chí không may gặp tai nạn còn hứa sẽ về và đưa bạn gái đi ăn. Cô nức nở kể lại rằng, chỉ ít phút trước tai nạn còn nhận được tin nhắn từ Chí rằng cả xe đang ăn cơm, sắp về tới nhà, chờ đi cắt tóc xong sẽ đón cô đi ăn với mọi người. Bố của bác sĩ Đào Trọng Chí, ông Đào Văn Long, xót xa chia sẻ, huấn luyện viên Duy Quang có rủ đi tàu về Quy Nhơn rồi cùng về nhà mà nó bảo không quen đi tàu nên mới bay về Đắk Lắk. Nó cũng mới hẹn chị gái mấy hôm nữa về dỗ bà ngoại đây mà giờ đau đớn thế này. Nhận được tin buồn, các thế hệ huấn luyện viên và cầu thủ từng có thời gian gắn bó với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai FC đã về An Khê, Gia Lai để chia buồn với gia đình. Chiều nay, 14 tháng 8, những người cộng sự, các cầu thủ sẽ đưa bác sĩ Đào Trọng Chí về nơi an nghỉ cuối cùng lúc 14 giờ.